Thầy giới thiệu anh em một cái chỗ mà mình chuẩn bị đóng công về ha. Là máy mà anh đã tập học. Dẫn nó đi tuốt đằng kia được đó. Đi đi đường bên này, đi đường bên này. Đi đường bên đó đó. Cái bánh xe năng. Cũng mới xới Honda kìa. Nó trèo lên tới trên cái đó. Sự ghê. Máy phát điện nha. Máy năng ha. Em máy dầu cả chi cầu là máy máy xăng. Còn kia phải Honda. Honda mất đồ mà. Đây đời xưa.